giọng ai, nghe giọng ta, nghe giọng ai, nghe giọng tao trên cái điện thoại, trên cái điện thoại, trên cái điện thoại, trên cái điện thoại, nghe giọng ai, nghe giọng ta, nghe giọng ai, nghe giọng tao trên cái điện thoại, trên cái điện thoại, trên cái điện thoại, trên cái điện thoại. Đấy là tao, tất cả im lặng khi đang nghe giọng tao. Có giọng trầm khi còn việc bé ngoan nên đã tán đến yêu cô ngay từ khi mẫu giáo. Bước sang Pháp trong khi tao còn ngáo, vì cái giọng tao chưa là tiếng lân nào. Bước vào trường mới các bạn mới chào tao với câu Ni hao. Sống như tao rằng hiện em da trắng, em ấy người Việt chỉ không phơi nắng nhưng vẫn bỏng cháy. Mấy ông người Tây vì đây cô gái bao thích văn hóa nhưng vẫn không chịu thử đồ ăn cay. Thích quẩy của tinh ăn đồ tai nên tao ăn bánh xương bò chấm vào bát phở tái. Tao sống hai nơi với hai trường phái với hai hòn dài nên tao thú nhận là khu này bị lái. Nghe giọng ai, nghe giọng ta, nghe giọng ai, nghe giọng tao trên cái điện thoại, trên cái điện thoại, trên cái điện thoại, trên cái điện thoại. Nghe giọng ai, nghe giọng ta, nghe giọng ai, nghe giọng tao trên cái điện thoại, trên cái điện thoại, trên cái điện thoại, trên cái điện thoại. Get low, get low, get low, get low. Get low, get low, get low, get low. Get low, get low, get low, get low. Get low, get low, get low, get low, get low, get low. Lùi chim luôn đẹp dài hệ 502, vì em ấy bao tao là anh quá dính. Vòng đỉnh đá đồng hồ đeo hai khuyên tai, đã đẹp dài lại còn nhìn cá tính. Không hiểu sao do này tao lại cứ ngồi gãi, chắc vì bị đốt bởi lửa tình. Em ấy thích nói chuyện trong tương lai, vì cứ mở mồm ra là em đòi sẽ mình đến trước mặt em rồi mình lao vào ôm hôn. Em kể anh này rất trâu nhưng mà flow anh tẩm đá. Nói quần em nó như cái iPhone, vì khi nhận mặt tao là còn tự mở khóa. Xe bố em cứ như là cò cá, vì đằng sau của cái phân cốp nó cắn băng biển xanh. Em thử thái bằng que test Covid nhưng vẫn hiện lên hài vạch. Nói đến chuyện sau này mình cưới nhau, tao chạy mất dép sau hôm sau em cáu. Baby anh đâu phải người sâu sắc đâu, anh chỉ là người sâu sắc xấu. Sống tự do chẳng có gì giàu nên tao không thèm inbox ở chế độ ẩn danh. Nói cho em nếu em chơi cùng anh thì dù nhanh hay là lâu nó vẫn như lần đầu. Nghe giọng ai, nghe giọng ta, nghe giọng ai, nghe giọng tao trên cái điện thoại, trên cái điện thoại, trên cái điện thoại, trên cái điện thoại. Nghe giọng ai, nghe giọng ta, nghe giọng ai, nghe giọng tao trên cái điện thoại, trên cái điện thoại, trên cái điện thoại, trên cái điện thoại. Dù em ấy không biết ngôn ngữ nào khác, nói tiếng Việt nhưng lại hôn kiểu Pháp. Anh thuộc hết tên phố ngoài tên em, dù con đường đến bên em không cần Google Map. Giọng anh vang lên nghe rất kỳ diệu, chân em dài ngoằng như đà điểu. Em đang mua túi, anh đâu có tiền tiêu, để anh giao cho anh Long kiểm tra thêm vài triệu. Lên 3 triệu mua đồ hàng hiệu, xong em làm kiểu ảnh trên hoàng diệu. Lên 3 ra phiêu trên nhạc bằng kiểu, thì anh làm liều sang chiều đãi em kiểu vãi. Bảo anh toàn rượu kể cả là yêu là chiều, mà thiếu quả biếu nhà siêu xe là hiểu. Em sẽ buông lời đàm tiếu, bảo anh mà điêu em sẽ cho anh lên giản thiêu. Ơ, hết beat rồi à? Cho anh rap nữa đi. Get low, get low.